Rồi, xin chào bạn Chiêu nha. Lâu lắm rồi thấy mấy cái lượt câu hỏi hay thế này á. Tại vì đa số anh em hỏi là ghiên ghét, thối làm sao, chị bệnh sao, rồi cục đuôi, lỗi móng. Rồi, thì vấn đề là hôm nay em cũng sẽ kể một số những con có gai mũi và một số con không có gai mũi cho anh em dễ phân biệt nha. Thì về các dòng có gai mũi á, thì anh em đơn giản nè, ghiên ghét là hai dòng cơ bản nhất. Đó, là những cái dòng đó là sẽ có gai mũi. Thì trong quá trình anh em nuôi á, khi nhỏ đó phải không, cái chuồng cái lỗ nó hơi bự á, giống như cái lỗ nó gì đi, anh em họp ra cái đầu ra rước vô rồi gãy. Tại cái mũi đó là cái sụm rất là dễ gãy, giống như cái đuôi thằng lằn vậy đó em, bẻ một cái là nó chấp luôn đó, hoặc là mình cãi nhiều quá nó bị cục luôn đó. Như là ghiên ghét là có mũi nè, thấy không? Rồi cái dòng cao cấp hơn chút tí là hai bồ của gồ, là cái dòng vẫn có gai mũi. Cao nữa thì Ruby ấy, nó vẫn có cái mũi nha anh em. Cái mũi đẹp lắm. Nhầm con thì 2 cây, 3 cây thì tùy cơ địa mỗi con. Chứ những con đó là có cái mũi. Còn những con không có cái mũi thì như Albino. Đó. Ghét Albino, những bé đó là dòng đột biến bạch tạng thì nó sẽ không có cái mũi. Đó, những cái dòng đó thì cơ địa nó là trơn luôn, mà miệng trơn luôn. Đó. Thì còn những nhiều lắm, nhiều loại có cái mũi, nhiều loại không có cái mũi thì mình sẽ để những cái cơ bản thôi. Còn nếu anh em mà chơi cái dòng thiệt cao, thiệt mất tiền ở kia đó, chắc anh em cũng tìm hiểu rồi ha. Thì mình sẽ chỉ kê một số con cơ bản cho anh em biết thôi. Đó, thì là dòng bạch tạng, Albino này kia, Albino là không có cái mũi. Còn những cái dòng hippo này kia đó, gốc hippo đó sẽ có cái mũi. Là cái đó gọi là những cái gốc hippo. Còn Albino á là cái gốc gọi là tê trừ. Đó, về bên La Tạo gọi là tê trừ ha. Đó là không có cái mũi. Còn những con tê cộng sẽ có cái mũi. Rồi. Ok, cảm ơn bạn nha, chào.